Đây là đoàn xe chở ông Dmitry Medvedev. Quá đẹp luôn các bạn ạ. Xuất sắc luôn anh em nhé. Hai chiếc xu hồn phải nói là quá đẹp luôn. Đây là chiếc chống đạn. Nga sẵn sàng thảo luận với Việt Nam về việc sử dụng đồng tiền quốc gia trong thương mại. Nga sẵn sàng thảo luận với Việt Nam về việc sử dụng đồng tiền quốc gia trong thương mại, cũng như thanh toán dịch vụ và rút tiền mặt bằng thẻ Mir. Ban thư ký của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, người đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cho biết, các hạn chế chống lại Nga đã gây khó khăn trong hoạt động thanh toán ngân hàng và làm gián đoạn chuỗi cung ứng vận tải, khiến thương mại song phương đang đà tăng trưởng trong nhiều năm liên tiếp, giảm hơn 1/3 vào năm ngoái. Trong các cuộc hội đàm mà ông Medvedev sẽ tiến hành với lãnh đạo Việt Nam, dự kiến sẽ dành sự chú ý đặc biệt tới việc nối lại giao thông hàng không trực tiếp thường xuyên giữa Nga và Việt Nam. Đặc biệt, theo kế hoạch, từ ngày 4 tháng 6 sẽ mở đường bay Irkutsk Hà Nội cho hãng hàng không IA Aero khai thác. Hợp đồng thành lập Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại tỉnh Đồng Nai ở Việt Nam có thể được ký kết giữa Rosatom và Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam vào tháng 6. Phía Nga đề xuất thực hiện việc này đúng vào dịp khánh thành tượng đài kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị nguyên thủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến Saint Petersburg. Hai bên đã lựa chọn được địa điểm cho trung tâm mới, xác định cấu hình và nguồn kinh phí, cũng như phê duyệt dự án kinh tế kỹ thuật sơ bộ. Tôi tin rằng chuyến thăm của đồng chí đến Việt Nam lần này sẽ góp phần tăng cường và củng cố cái hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga Thống nhất, cũng như là dịp để chúng ta bàn những phương hướng lớn thúc đẩy quan hệ Việt Nga trong thời gian tới. Температура воздуха в Ханое сегодня в полной мере отражает тепло ваших сердец. Và cái không khí và cái nhiệt độ hôm nay ở Hà Nội thì cũng là phản ứng cho sự nhiệt tình trong trái tim của các bạn. Я много раз бывал во Вьетнаме, но сегодня самый теплый день. Tôi đã nhiều lần đến Việt Nam, nhưng mà hôm nay là ngày nóng nhất. Вот, но и действительно мы могли бы обсудить как вопросы взаимодействия по линии правящих партий, то есть коммунистической партии Вьетнама и партии Единая Россия, а также вопросы государственного строительства, экономического сотрудничества и актуальные международные темы. Hài lòng ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong hợp tác song phương thời gian vừa qua. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục phát triển với cái độ tin cậy và chính trị cao. Trao đổi đoàn ở các cấp từng bước được khôi phục lại sau đại dịch COVID-19. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thì dự kiến thăm Nga từ ngày 28 tháng 6 đến 1 tháng 7. Như vậy là các cái chuyến thăm của hai bên rất là nhộn nhịp. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều khó khăn như hiện nay, thì trước những biến đổi nhanh, khó lường tình hình khu vực và trên thế giới, chúng tôi mong muốn Liên bang Nga trên tinh thần tin cậy của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện sẽ cùng Việt Nam trao đổi để tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn trong hợp tác trên tinh thần là hài hòa lợi ích và khó khăn thì chia sẻ.